Xin chào mọi người, chúc mọi người luôn vui vẻ, bình an. Hôm nay mình đi về Lấp Vò, Đồng Tháp, ghé thăm một cái cơ sở để làm trồng về nấm, rất là tuyệt vời. Thế bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Cơ sở này thì nó nằm ở số 142 Rạch Thủ Ô, ấp Hòa Thuận, Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp, và chủ cơ sở là anh Đức. Đây là đường đi, cái khu này là khu phía nhà trước này. Nhà trước đây có cây mai này cũng còn đẹp quá. Còn đây là nguyên một hàng này là nguyệt quế. Nhà đây làm theo kiểu gì đây? Ở trước là gỗ không, nhìn rất là mát. Ở khu vực bên này thì thấy trồng rất là nhiều hồng nha. Thế thì mình đi vào, trước khi đi vào trong trong khu vực trồng nấm thì để mình xem đây. Cây đu đủ này trái quá trái à. Đây là vườn này thấy hồng không? Đây. Trước khi đi vào trong trại nấm là cả một cái vườn mai. Rất là nhiều loại mai luôn. Đây có cái cây mai này, cái thế đẹp quá. Đây cây này là cây trà là. Đây là cây này, cây sabuche. Sabuche đây cũng còn có trái, cũng có trái này. Đây, trái đây. Đây cái gì? Đi sâu về phía bên trong này thì thấy có một cái hồ. Hồ này thấy toàn thấy có cá lóc với cá rô. Phong cảnh rất là đẹp. Ở phía bên kia thì là thấy chuối, trồng chuối có nải nhiễm này. Còn phía đây qua bên này, phía bên này thì là nguyên một cái cánh đồng lúa đang chín. Đấy. Cánh đồng lúa chín luôn. Này là lúa sắp chín rồi. Ở cái đồng lúa chín này đứng, mình đứng trên bờ đây mà cái hương của lúa chín rất là thơm. Giờ đi vào đi gặp anh chủ, đi vào khu trại nấm để gặp anh chủ trại nấm này. Đây là anh chủ trại nấm là anh Đức này.
Đấy, đứa đẹp trai. Rồi vô. Xin chào. Đi vô. Đây, bây giờ mình đi vào. Đây là rất là nhiều phôi nấm nha. Đây trên này là hệ thống phun sương trên này hả? À đây nó hệ thống phun sương trên này đây. Đây xuống đây là những cái dàn đế phôi nấm. Sử dụng bật đèn mà bằng wifi. Để coi xem nào. Oh. Rồi bật đèn lên. Cái này là nấm này để được bao lâu rồi? Cái này đã thu hoạch được một lần. Cái phôi này là để khoảng 30 ngày anh. 30 ngày rồi là thu hoạch một lần rồi. Đã thu hoạch một lần, sau 20 ngày là mình thu hoạch rồi. Bây giờ mình chuẩn bị mình thu hoạch tiếp cái đợt sau. Đây là những cái phôi. Nhưng mà cái này á là khi mà mình mở nắp á, là cái phôi trắng ở bên trong này nè. Là mình mở nắp là trong vòng khoảng 4 đến 5 ngày là thu hoạch. Mình mở là nó mọc ra đây. Đúng rồi, nó sẽ ra nấm ngay. Nấm là nó sẽ ra ngay đầu này luôn. Thế bây giờ mình đậy như thế này là như thế nào? Mình đậy là để mình ức chế nó, có nghĩa là để cho khi nào mình mở đồng loạt thì nó ra nấm đồng loạt. Tức là khi nào mở hết ra khoảng bao lâu thì đó là một. Thứ hai nữa là mình mở để mình tưới. Mình đậy để mình tưới để cho nước đừng có vô trong đó được. Tưới nhưng mà cái này nó độ ẩm chỉ thẩm thấu qua cái túi thôi. Cái túi này nó bằng gì? Túi PE bình thường, nó chỉ là thẩm thấu. Nhưng mà túi này mà nó thấm được. Túi nó thẩm thấu một cái lượng hơi ẩm rất ít. Nhưng mà nó đủ để cho cái nấm này nó có đủ độ ẩm. Thế khoảng bao lâu thì tháo hết ra như thế này? Cái này là thông thường mình thu hoạch xong á là mình sẽ vệ sinh các kiểu rồi mình đậy nắp lại. Khoảng tầm 10 ngày sau là mình sẽ thu hoạch tiếp đợt sau. Đó là mình mở nắp. Mở nắp thì 10 ngày sau mình mở nắp. Mở nắp sau là khoảng 5 ngày nữa thì thu hoạch. Có nghĩa là cứ nửa tháng. Mở nắp này ra thì là nấm nó sẽ mọc ở đây ra. Từ thời điểm mở nắp cho đến khoảng 5 ngày là nó ra đầy hết đúng không? Là thu hoạch nấm, sau đó là mình sẽ đậy lại đấy, mình làm vệ sinh sạch sẽ. Vệ sinh là mình sẽ làm cái đợt kế tiếp đúng không? Một cái này là trong vòng bao nhiêu lâu, tức là làm được mấy lần? Được khoảng 6 lần. Một cái phôi này là làm được 6 lần. 6 lần nửa tháng. 6 lần là nửa tháng. Cái này bây giờ tưới như này thì mấy hôm nữa là sẽ mở này ra? Cái này dự kiến là mùng 8 Tết mình sẽ mở. Ngày mùng 8 Tết sẽ mở ra. Thì cái đó là để đón rằm á. Là ngày rằm sẽ thu hoạch được. Cái này bây giờ có cái phôi này nó bị lủng. Nó bị thủng rồi nó bị lủng nè. Ngoài mong đợi. Cái này nó cái phôi này nó bị lủng, đâm ra là có nấm xuất hiện ngoài mong đợi này. Đó, nhưng mà khi mở nắp thì nó sẽ ra ngay cái miệng. Mở nắp thì nó ra đây, đúng không? Đúng rồi. Đó, nhưng mà bữa nay mình ghé đây thì là chỉ được thấy phôi nấm thôi, chứ rất đáng tiếc là chưa thấy nấm, bởi vì là chưa đến đúng cái ngày để mở nắp để cho nấm nó mọc ra và cái lúc thu hoạch. Đây là cái cảm biến nè. Rồi. Đây có trong cái này là có cái cảm biến để đo độ ẩm đây. Nó sẽ được điều khiển bởi cái cảm biến này. Tức là cảm biến này là khi nào, tức là nó điều khiển cái hệ thống phun đúng không? Tức là khi độ ẩm dưới bao nhiêu đó thì nó sẽ tự bật lên, nó bơm. Nó tự bật lên bơm luôn. Bơm, và khi đủ độ ẩm thì nó tự ngắt. Và khi anh xem cái ẩm kế thì nó nằm ở phía bên ngoài kìa. Ngoài nó để cho mình dễ nhìn thấy á. Ngoài là có cái ẩm kế để đo đúng không? Chờ em mở khóa rồi. Hiện tại thì ông chủ là đầu tư được một cái khu này cũng tương đối lớn rồi, nhưng mà sẽ đầu tư toàn bộ khu này là khoảng bao nhiêu mét? Chỗ này thì mình đang dùng khoảng 150 mét vuông mà chưa tới nữa, khoảng 75 mét vuông thôi, là đang là khoảng 6.000. Còn mình tính cái của mình nông trại là tất cả là bao nhiêu? 1.000 mét vuông. Một sẽ đầu tư là 1.000 mét vuông ha. Bây giờ bây giờ chỗ này là khoảng chỗ toàn bộ chỗ này là khoảng hơn 7, chỗ này là mấy, có khoảng độ 6.000 phôi thì nó sản phẩm nó sẽ ra được khoảng bao nhiêu ký trên một lần thu hoạch?
Trên một lần thu hoạch á? Mỗi lần thu hoạch khoảng 300 kg. À, tất cả đây là 70 mét vuông, đây là 6.000 phôi thì sẽ ra được khoảng hơn 300 kg nấm ha. Trên một lần thu hoạch, À, cái nấm này hiện tại là nấm gì đây? trên một lần thu hoạch mà mình thu hoạch phải 6 lần như thế. Nấm 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 này Nấm đang này là nấm bào là ngư. giờ đang làm nấm bào ngư đây. Ok. Và thời gian tới là em sẽ làm hết luôn cái À, dãy trại này. là coi như là sẽ đầu tư là toàn bộ dãy trại này là hơn 1.000 mét vuông luôn. Giờ mình ra mình coi cái ẩm kế. Rồi giờ đi qua đây mình coi cái ẩm kế này. Cái ẩm kế này thì Tức là là nó đây nó sẽ báo cho biết là nếu mà dưới 70% dưới 70% thì là nó sẽ nó bật sẽ máy, nó bật bơm. máy nó tự phun luôn. Đây. Cái này là phun nó. Không, máy phun À, là cái đây. Máy phun là đây. đây là hệ thống lọc nước. Hệ thống là lọc nước mà Còn đây nó chưa. là hệ thống phun. Đấy. Đây phun ở đây trong này. Phía bên này thì là phía bên ngoài thôi. Đằng sau là bên hông thôi, hông trại thôi. Đó thì toàn bộ khu này là hơn 1.000 mét vuông này. Đấy. Bữa nay là có khách khách tham Cái quan. điều kiện môi trường đối với nấm nó phải Đấy. thông thoáng, sạch sẽ. Đấy, toàn bộ đây. Nó ra đợt nấm thôi. Anh thu hoạch được nữa. Rồi. Rất là tuyệt vời. À, xin cảm ơn mọi người đã coi clip. Mọi người thấy thú vị thì cho mình một like, một share và một nút đăng ký kênh nha. Không bỏ lỡ những cái video kế tiếp của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người.